Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung tiếp theo liên quan tới việc bảo vệ dữ liệu theo từng ô ở trong sheet, đó là không được nhập dữ liệu vào những ô đã có sẵn nội dung. Thì cụ thể như sau này, chúng ta có một cái bài tập là yêu cầu 2, không được nhập vào vùng A1 tới E2. Vùng A1, E2 này chúng ta đã có nội dung rồi, vì vậy chúng ta không muốn dữ liệu nhập vào đây nữa, chỉ được phép nhập vào những ô khác mà thôi. Tất cả các ô khác đều được nhập, chỉ có mỗi vùng A1, E2 là chúng ta không được nhập mà thôi. Thì ở trong bài học trước, chúng ta đã thực hiện yêu cầu 1 là chỉ nhập dữ liệu trong vùng ô từ A3 tới E20, còn những ô khác thì đều khóa. Bây giờ mình sẽ bỏ khóa lại này. Và yêu cầu 2 thì nó hơi ngược lại so với yêu cầu 1 một chút, đó là gì? Những cái ô đã có dữ liệu rồi chúng ta không được nhập, còn lại tất cả những ô khác thì đều được nhập. Đó. Thay vì việc chúng ta chỉ nhập vào một vị trí cụ thể, thì bây giờ chúng ta không được nhập vào một vị trí cụ thể. Ở bài học trước, chúng ta đã biết là muốn thiết lập mỏ khóa ở ô nào, chúng ta chọn vùng ô đó, sau đó chọn Format Cell và bỏ lock ở trong Protection. Vậy thì làm thế nào để có thể bỏ lock tại tất cả các ô khác ngoại trừ vị trí ô A1, E2? Thì chúng ta sẽ làm như sau này. Đầu tiên là các bạn sẽ chọn toàn bộ tất cả các ô có trong sheet bằng cách là tích vào vị trí giao điểm ở giữa số dòng, số cột ở trên mục Heading. Tích vào đây, chúng ta sẽ chọn toàn bộ tất cả các ô ở trong sheet. Sau đó chúng ta thực hiện Format Cell, bỏ dấu lock đi. Đó. Bỏ lock toàn bộ tất cả các ô ở trong sheet, bấm OK. Sau khi làm như vậy rồi thì tất cả các ô đều không khóa. Và bây giờ chúng ta sẽ khóa lại riêng cái vùng ô A1, E2 bằng cách chọn Format Cell, tích vào dấu lock, OK. Đó, như vậy thì chúng ta chọn Protect Sheet, nhập mật khẩu này, ví dụ mình nhập số 1. Thì bây giờ chúng ta có thể nhập dữ liệu vào tất cả các ô, ô nào cũng được. Chỉ duy nhất vùng ô từ A1 tới E2, nếu như mình nhập vào đây, nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Thì đấy chính là cách để thiết lập chỉ nhập dữ liệu vào trong một vị trí nhất định ở trong Excel. Thì yêu cầu này hơi ngược với yêu cầu 1 một chút, tuy nhiên về bản chất thì nó đều là liên quan tới việc Protect Sheet ở trong Excel mà thôi. Những ô nào chúng ta khóa sẽ không nhập được, còn những ô nào không khóa thì vẫn nhập bình thường. Thì đấy chính là nội dung liên quan tới bảo vệ dữ liệu ở trong từng ô ở trong sheet. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau.